ta bắt đầu với trận đầu tiên của lôi đài Mikati kỳ 92 giữa Tây Bảo Trung Đài Phạm Ngọc Nam và đại chủ Dương Quang Đức. Thì ở lần trận lôi đài lượt trước thì Phạm Ngọc Nam đã thắng Linh Nguyên Khánh, và bây giờ là tiếp tục là tới Dương Quang Đức. Trận đấu bắt đầu 0-1. Đề nghị cổ động trên tinh thần xây dựng nha, đoàn kết và xây dựng nha. Đừng anh nói đây là đây là đây là nghe đâu có nghe đây là lại đây nghe ép trái nhiều vô trái nhiều. Đánh giá về cái thế mạnh của hai bên thì Nam là rất đòn, rất là đều, đánh chuẩn. Đức có lợi thế là tay trái và giao bóng. Chúng ta thấy nếu mà Nam mà không có bị kiện giao bóng của Đức thì Nam sẽ có ưu thế, mà ngược lại. Ta thấy Đức đang phát huy lợi thế giao bóng ở set đầu tiên. Đương nhiên giao bóng không thể là thế mãi, trận đấu kéo dài đến 7 set. Một lúc sau đối thủ sẽ bắt đầu quen với giao bóng thôi. Vấn đề là kết hợp cái hiệu quả của giao bóng và các cú tấn công mới là cái mục tiêu thực sự của mình. Chứ nếu chỉ đơn thuần dựa giao bóng thì sẽ một lúc sẽ bế tắc. 7-3. Bảy bốn. Bốn tám. Năm tám. Tám sáu. Chín sáu. Quả rất ổn. 79. Tám chín. Mười tám. Mười chín. Mười đều. Lớn rồi. Mười mười một. Mười một đều.
11, 12. Và 11, 13. Bảng 3, nhưng Nam đã thắng set đầu tiên.